Xin kính chào quý vị khán giả, quý vị đang theo dõi bản tin tài chính kinh doanh. Sau khi tăng lên mức cao nhất trong vòng 2 năm qua, giá đường đã giảm mạnh trong phiên giao dịch hôm qua, thông tin từ Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam. Giá đường kỳ hạn tháng 3 năm 2020 giảm 1,21% về mức 7,5 triệu Việt Nam đồng cho một tấn trong phiên giao dịch ngày hôm qua. Theo Greenpool, dự báo mức thâm hụt của thị trường đường thế giới sẽ giảm xuống chỉ còn 1,01 triệu tấn trong niên vụ 2020-2021 so với mức 6,63 triệu tấn trong niên vụ 2019-2020. Hãng này nhận định rằng việc giá đường tăng cao trong thời gian gần đây sẽ kích thích làn sóng trồng mía đường tại Ấn Độ và Brazil, giúp tăng nguồn cung đường thế giới.